Xin chào tất cả hai cô và các bạn, con tên là Văn Hoàng Duy, năm nay con 10 tuổi, con đến từ An Giang. Ba điều đó thì con là tự tin, sáng tạo và thông minh, mong mọi người hãy cổ vũ cho con. Yes. Cuối cùng hôm nay con đã nhận được phần quà của 5 phút một bài. Và mọi người cùng con khui quà nha. Con cảm ơn tất cả thầy cô đã tạo ra sân chơi thật là bổ ích và cùng đồng hành tụi con học. Con xin và cùng và gửi quà cho chúng con. Con xin cảm ơn mọi người. Con cảm ơn mẹ vì đã đăng ký cho con khóa học này. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.